Cô báo cáo này từ khi tôi thở đường dương như nào? Từ khi tôi thở đường dương là tôi phải nói là sức khỏe nó lên lắm. Nó lên trông thấy luôn. Nhá, mọi khi nó mệt lắm. Tôi lễ là nó mệt một cách khủng khiếp lên luôn được ấy. Cô nhiều bệnh lắm. Thứ nhất là cô xoang mũi rất là nặng. Vâng. Thứ hai là bệnh ngủ đấy, nó rối loạn giấc ngủ. Vâng. Thứ ba nữa là cô bị là u não. Thứ tư nữa là cô bị thoát vị địa đệm, 5 đốt sống cổ vừa lồi vừa thoát. Vâng. Và 3 đốt sống lưng là 8 đốt cả. Thế không thế mổ cho nên được, là đúng không? Vừa, không mổ được. Vừa không mổ được, vừa lại tiểu đường, vâng, vừa là huyết. Nghĩa là cô quy tập tất cả các loại bệnh mà người cô. Vâng. Và cô rất là yếu, trông người cô thì rất là yếu luôn. Vâng. Thế mà từ hôm cô tập là sức khỏe của cô nó lên. Sáng ra là ngày hôm sau là cô làm là cô thấy nó rất là, nghĩa là ngủ dậy nó vẫn mệt nhưng nó bớt mệt hơn thôi. Vâng. Ngủ dậy nó vẫn mệt nhưng mà nó bớt mệt hơn. Ừ. Nó bớt mệt hơn và cái năng suất của làm việc ấy càng ngày, mỗi ngày nó thêm một tí, mỗi ngày nó khỏe lên một tí. Và cô tập thể dục thể thao buổi chiều thì dẻo lắm. À. Mà nhẹ nhàng. Ừ. Ông chồng còn bảo sao đi chân dẻo thế. Ừ. Cô nhà cô có cái máy chạy bộ mà. Ừ. Thế là cô cứ tập chiều nào cô cũng tập một tiếng thế. Ừ. Cho nên cô cực kỳ sức khỏe nó lên luôn nhá. Ừ. Mà cô sướng quá. Cô bảo đúng như các cháu nói với cô ấy là cái về phần sinh lý ấy, là cô ấy là cô đã bị hít kinh lâu rồi. Và cái phần sinh lý là hầu như là cô không sinh hoạt, bởi kể có bôi trơn đi chăng nữa thì nó đau vô cùng tận luôn. Sờ vào chỗ nào nó cũng đau. Thế nhưng mà quá lạ. Quá lạ làm sao? Từ cái hôm bây giờ học, sự thực các cháu đừng cười, nó có nó bé đây nhưng mà nó thật sự là đầu tiên, từ cái hôm học đầu tiên là mới một lần. Sau một lần là ngày hôm qua thì tự dưng là cái phần đấy nó không bị đau nữa. Hay quá. Ôi, tuyệt vời quá. Nó không bị đau nữa. Ừ, mà nó có cảm giác là muốn. À rồi, hay. Đấy, nó có cảm giác đó muốn. Mà rất hăng hái. Hay đấy. Quá, chúc mừng cô. Đấy, đấy nó có cái đấy. Ừ. Nó có một cái sự thực là như thế. Cho nên nó thật sự là công nhận là tuyệt vời. Mà cô học có mấy buổi ở đây thôi đúng không? Cô học có 4 buổi thôi. 4 buổi. Mà sức khỏe của cô lên luôn. Rồi, hay thế quá. Cô mới bảo các con là chúng mày phải học đi thôi. Ừ. Chúng mày không học thì không được đâu. Chúng mày giờ yếu lắm. Cô khỏe lên, nhìn cô phấn khởi lên, là vui vẻ hẳn lên, mọi thứ nó thay đổi đúng không? Ừ, đúng rồi. Nó khỏe lên mà làm việc nó hăng say. Vâng. Chẳng hạn như thế, nó không biết mệt mỏi ấy nữa. Vâng. Khỏe lên mọi khi tôi ngồi xếp bằng như thế này, tôi niệm Phật một tiếng lên là gì? Hai tay chống, hai chân quỳ, coi như là duỗi chân ra, mát xa đầu gối các kiểu. Một lúc xong lại chống bằng hai tay, hai chân mới đứng được lên. Bây giờ ngồi xuống này nhá. Hết niệm Phật một tiếng xong, đứng lên luôn. Ơ, nó quay lại là cái gân cốt của mình nó cũng khoe luôn nhá. Ừ. Thế muốn cười không? Đứng lên, không thể đau nữa. Ừ. Thế rất quái lạ, nó rất là nhanh, cực kỳ là